Trứng thành bóc phốt quà sinh nhật anh Đức tặng, bạn thân có lòng vẫn muối mặt như thường. Có vẻ như sau nhiều lần bị Trứng Thành ăn hiếp, anh Đức quyết định trôn lại bằng quà sinh nhật không thể nào quên. Trứng Thành anh Đức là cặp bạn thân đình đám showbiz Việt. Vì quá thân thiết nên cả hai không ngại nói xấu hoặc dìm hàng nhau mọi lúc mọi nơi, khiến đối phương không thể ngóc đầu lên nổi. Sau nhiều lần bị Trứng Thành bắt nạt, anh Đức quyết định ăn miếng trả miếng. Và lần trả thù này là ngay vào dịp sinh nhật cậu bạn thân của mình. Anh Đức trôn Trứng Thành khi tặng quà sinh nhật là một chiếc tai nghe không dây hàng tàu. Nhưng khi vào tay anh thì lại trở thành phiên bản limited của Channel và Dior. Nhận được món quà từ bạn thân, Trứng Thành tức tối vô cùng, liền đăng lên trang cá nhân để tố cáo anh Đức với toàn dân thiên hạ. Bạn thân, Mỹ Nam được gả khắp showbiz của tôi nhắn là: cả tháng hơn không chọn được quà sinh nhật tặng mày, vì thật sự chẳng biết phải tặng cái gì. Tôi nói lại, mày đừng có nặng lòng mấy chuyện này, tao không quan trọng quà mắc hay rẻ. Tao thì tấm lòng là được rồi, nhưng tao thích Dior và Channel. Và đây là giải pháp không thể đắng hơn mà nó dành cho tôi. Cảm ơn sự rộng rãi của mày nha anh Đức. Nguyên văn lời tố cáo của Trứng Thành về món quà sinh nhật từ bạn thân anh Đức. Sau nhiều lần bị bắt gạ cấp showbiz, anh Đức quyết định trả đũa bằng món quà sinh nhật mà Trứng Thành không thể nào quên. Hiểu rõ Trứng Thành thích hàng hiệu, anh Đức tặng quà đúng ý chủ nhân. Anh Đức cẩn thận chọn hẳn tai nghe Dior dòng Limited tặng Trứng Thành. Trước tình bạn thắm thiết của cặp đôi lầy lội này, nhiều khán giả đã để lại bình luận thú vị. Lâu không xuất hiện, nam em lại tăng cân, mập hơn cả nhà Phương mới bầu xong. Nam em ngày càng không thể kiểm soát cân nặng, dính ngải heo lần tiếp theo. Xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật của Quế Vân mới đây, nam em lại gây chú ý với diện mạo mẫm mỉm. Vài tháng trước, dân mạng trêu đùa người đẹp bị ngải heo quật vì cơ thể mập mạp quá đà. Một số còn nghi ngờ cô có bầu do vòng hai lớn bất thường. Có lẽ sau một lần trải qua cú sốc tăng cân mất kiểm soát, nam em đã không còn sợ mất hình tượng nữa. Lần này cô vẫn rất tự tin và vui vẻ, trang điểm nhẹ để đi chùa với hội chị em, nam em tươi tắn rạng rỡ nhất hồi. Nhìn ngắm sắc phốc phì nhiêu của nam em, chắc chắn nhiều người sẽ đặt ra ngay một phép so sánh với Nhã Phương. Dù mới sinh con xong, nhưng nữ diễn viên vẫn cực kỳ thon gọn xinh đẹp. Gương mặt bà xã Trường Giang không hề có chút dư âm của bầu bì, vô cùng thanh tú và nhẹ nhàng. Gương mặt và cơ thể của nam em lớn gấp rưỡi Quế Vân. Có vẻ như người đẹp lại đang tăng cân, nam em đi lễ với hội chị em. Trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt mẫm mỉm rõ rệt, hình ảnh nam em Quế Vân vài ngày trước. Còn đây là diện mạo đáng ganh tị hậu sinh nở của Nhã Phương. Xinh đẹp trẻ trung nhất hội bạn. Cát Phượng kỷ niệm 11 năm yêu nhau với Kiều Minh Tuấn, biết bao nỗi buồn và nước mắt. Cát Phượng đã nhắn nhủ Kiều Minh Tuấn, gửi lời chúc mừng sinh nhật, cũng như kỷ niệm 11 năm bên bạn trai kém tuổi. Cát Phượng ngọt ngào mừng sinh nhật lần thứ 31 của Kiều Minh Tuấn, đồng thời nhắc đến 11 năm quen nhau với những nụ cười và nước mắt. Vừa qua 26 tháng 2 là sinh nhật lần thứ 31 của diễn viên Kiều Minh Tuấn. Trên trang cá nhân, Cát Phượng đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng với những lời ngôn tình. Nữ danh hài còn chia sẻ lại khoảnh khắc ngày đầu bên nhau cho đến những phút giây hạnh phúc của hiện tại. Cát Phượng đăng tải lời chúc mừng sinh nhật đầy ngọt ngào cho Kiều Minh Tuấn. Nguyên văn lời chúc mừng sinh nhật của Cát Phượng với người yêu kém 18 tuổi. Anh, hôm nay là ngày gì em nhớ không? Em, gịt tóc vậy mụ nội em nhớ nổi. Không nhớ anh gịt tiếp, á ngày đẻ của anh, ok em tưởng quên là chết với anh. Sao quên được trời ơi, 10 năm em bên anh, 10 năm nói lời chúc mừng sinh nhật anh và năm nay là năm thứ 11 á nha. 10 năm hỉ nộ ái ố, 10 năm biết bao là kỷ niệm. 10 năm biết bao những vui buồn, những nụ cười và không thiếu những giọt nước mắt, nhưng tất cả đã qua và mình đã thực sự vượt qua. Trên đời này có trăm vạn người, nhưng chúng ta đã gặp nhau thì đó là duyên. Sống bên nhau đến răng nó lung lay, đầu tóc nó bạc màu hết thì còn tùy vào nợ và nghiệp, không ai nói trước được điều gì. Năm 2018, Kiều Minh Tuấn Cát Phượng lao đao khi vướng scandal chấn động trong nghề từ trước đến giờ với An Nguy. Dù vấp phải sự chỉ trích từ dư luận, bị dọa kiện từ nhà sản xuất phim, nhưng cả hai đã nắm tay nhau bước qua những sóng gió. Đến hôm nay, Cát Phượng đã có câu trả lời rõ ràng cho mối quan hệ của họ. Chỉ biết hiện tại chúng tôi thực sự tay vẫn còn trong tay và chúng tôi sẽ nắm chặt tay nhau để cùng nhảy, cùng phóng qua những khó khăn, những bế tắc của đời mình.
Chúc anh ngày sinh thần vui, thật ý nghĩa và thật nhiều hạnh phúc. Chúc anh nhiều sức khỏe, công việc gặp nhiều thuận lợi. Chúc mừng sinh nhật anh yêu, chúc mừng 11 năm của chúng ta. Hạnh phúc của em, hạnh phúc của anh, hạnh phúc của con, hạnh phúc của mẹ. Hơn hết vẫn là gia đình và hạnh phúc của một gia đình. Cát Phượng viết. Cát Phượng đăng ảnh tình tứ bên Kiều Minh Tuấn khẳng định cả hai vẫn đang hạnh phúc. Lời nhắn của Cát Phượng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Chúc cô chú luôn hạnh phúc, luôn tình như vậy, mau mau wedding và có một baby nữa. Cô cho con gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chú Kiều Minh Tuấn ạ. Chúc chú có một ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Con chúc cô chú mãi hạnh phúc. Công nhận mặt anh Tuấn manly và điện ảnh quá. Chúc mừng anh chị. Chúc chú Tuấn sinh nhật vui vẻ, ngày càng thành công hơn và yêu thương cô Đỗ Cát Phượng như thuở ban đầu, đến mãi về sau. Quen biết từ năm 2007, chính tình yêu và sự quan tâm của Kiều Minh Tuấn đã làm tan chảy trái tim cô. Cả hai đã bên nhau với nhiều sóng gió, những lần chạy xô đến lật cả xe nhưng vẫn mỉm cười vượt qua tất cả. Hiện tại cả hai đã đăng ký kết hôn và ở chung nhà, nhưng cặp đôi chênh lệch tuổi tác sẽ không tổ chức đám cưới rầm rộ. Có lẽ sau loạt ồn ào, cả hai đã vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Bên cạnh đó, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn cũng vừa tham gia một bộ phim nói về tình cảm gia đình như một cách để thắt chặt sợi dây gắn kết giữa họ sau loạt scandal xảy ra cùng với An Nguy. Cường Đô La trả lời tiền nhiều để làm gì là phụ, khoe ảnh cưới với Đàm Thu Trang mới là chính. Sau lễ đính hôn diễn ra tại Lạng Sơn, thì đại gia phố núi tiếp tục khoe khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh cưới với vợ trước ngày trọng đại. Khi công khai hình ảnh lễ đính hôn, xác nhận chính thức là vợ chồng, thì cả hai đã rất thoải mái trong việc chia sẻ về đối phương trên mạng xã hội. Những ngày gần đây, công chúng đã vô cùng xôn xao trước vụ án của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Xuyên suốt phiên tòa, bên cạnh những bằng chứng lý lẽ của cả hai, thì đoạn đối thoại của hai vợ chồng ông Vua Cà Phê đã khiến mọi người phải ngạc nhiên. Cụ thể ông Vũ đã không kiềm chế được sự bức xúc và thốt lên với đối phương. Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để làm gì mà để ngày hôm nay ngồi như thế này? Chính câu hỏi này đã trở thành câu nói hot nhất mạng xã hội. Và bên cạnh đó, nhiều người cũng thể hiện câu trả lời quan điểm của mình về vấn đề có tiền nhiều để làm gì. Ngay lúc này, rất nhiều sao Việt như Tóc Tiên, Anh Đức, Gia Bảo, MC Quỳnh Chi, Ái Châu đã có những chia sẻ xoay quanh câu hỏi gây nhức nhối này. Mới đây nhất, Cường Đô La cũng chia sẻ, tiền nhiều để làm gì? Để làm nhiều thứ lắm mọi người ạ. Chúc cả nhà tuần mới thật vui và đầy năng lượng để làm việc và kiếm tiền nhé. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý nhất chính là đoạn clip anh đính kèm. Cụ thể, anh khéo léo khoe hậu trường chụp ảnh cưới của mình và vợ Đàm Thu Trang. Thay vì đi chụp ngoại cảnh, diện trang phục lộng lẫy, thì cặp đôi này chọn phong cách khá giản dị, thông qua áo thun trắng, quần jean. Cả hai như trở về tuổi thơ khi dùng chiếc xe đạp làm đạo cụ cho bộ ảnh cưới. Lễ cưới chắc chắn là một sự kiện quan trọng và hành tráng với một người có gia thế như Cường Đô La. Trải qua nhiều mối tình với các mỹ nhân hot trong showbiz Việt, Đàm Thu Trang chính là cô gái đồng hành và chính thức là người phụ nữ của nam doanh nhân trẻ. Vậy là sau khoảng một năm hẹn hò thì cả hai đã chính thức thực hiện nghi lễ để trở thành vợ chồng với nhau. Theo như những gì Cường Đô La từng úp mở chia sẻ thì đám cưới của anh sẽ được tổ chức vào tháng 5 2019. Con gái lớn vừa lấy chồng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân khoe công chúa Úc xinh hơn chị, mỹ nhân tương lai. Thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ, con gái Úc nhà nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân được kỳ vọng sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai. Khi nhắc đến con gái nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, chắc hẳn nhiều người hâm mộ sẽ nghĩ ngay tới cô nàng xí ngầu, tên thật là Nguyễn Ngô Hoàng Châu. Không chỉ sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nổi tiếng, xí ngầu còn gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp và chiều cao ấn tượng 1m78 như người mẫu. Xí ngầu đã lên xe hoa về nhà chồng vào giữa năm ngoái với người bạn trai 6 năm Khôi Trần. Hôn lễ của người đẹp sinh năm 1994 được tổ chức tại Mỹ. Mới đây, khi con gái lớn đã yên bề gia thất, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bất ngờ chia sẻ nhiều hơn về công chúa Úc mới học lớp 7 nhà mình. Xí ngầu là cô con gái được nhiều người biết đến của nghệ sĩ Hồng Vân. Người đẹp đã lên xe hoa theo chồng sang Mỹ định cư tại Mỹ. Tuy nhiên, ít ai biết ngoài xí ngầu, bà Mai của Gạo Nếp Gạo Tẻ còn có một cô con gái Úc là bé Bí Ngô. Tên thật là Lê Ngô Bảo Châu, hiện đang học lớp 7. Bí Ngô là con gái của Hồng Vân và người chồng thứ hai là nghệ sĩ Lê Tuấn Anh. Mới ngày nào còn nhỏ xíu, được mẹ ẵm bồng,
Bí Ngô đã cao lớn gần bằng mẹ, phỏng phao như thiếu nữ. Ngoài chị gái Xí Ngầu, cô nhóc còn có một người anh trai tên là Trê Phi. Khi biết đến Bí Ngô, nhiều khán giả nhận xét dù Xí Ngầu đã rất xinh đẹp, nhưng công chúa nhà Hồng Vân thậm chí còn dễ thương và có nét hơn chị gái. Dù mới 12 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu gương mặt đúng chuẩn vờ lai, ngũ quan thanh tú, hài hòa. Bí Ngô cũng gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp như hot girl. Đang bước vào giai đoạn dậy thì, con ghéo của Hồng Vân được cho là khá cao ráo so với các bạn gái cùng lứa tuổi. Theo chia sẻ từ nữ nghệ sĩ, Bí Ngô là một cô bé tự tin, hoạt bát, hòa đồng và có thành tích tốt trong học tập. Đặc biệt, cô nhóc bộc lộ năng khiếu nghệ thuật giống mẹ từ rất sớm. Thậm chí để con tập trung vào việc học, Hồng Vân đã phải thay con từ chối những lời mời đóng phim, biểu diễn. Bí Ngô hiện đang theo học một trường quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Cô bé cũng yêu thích những nhóm nhạc Hàn như bao bạn bè cùng trang lứa. Có nền tảng gia đình vững chắc lại vô cùng xinh đẹp, đáng yêu, Bí Ngô, Ngọc Châu được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành một mỹ nhân của làng giải trí trong tương lai.